Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Hello, Lan Anh đây. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi Lan không làm một video sweat song đúng không? Thì hôm nay Lan sẽ quay trở lại với một video sweat song đây nè. Và bộ song ngày hôm nay cũng đến từ Hàn Quốc các bạn ạ. Thì đây là song của không biết đọc tiếng Việt hay tiếng Anh nè. Gina Skin. Nếu mà Việt Nam đọc thì chắc đọc là G9 Skin rất xinh. Rất xinh các bạn ạ. Nếu Lan nhớ không nhầm á thì nó sẽ dành riêng cho thị trường Việt Nam. Và nó có tên là First V Fit Lipstick. Và nó có một cái slogan ở trên bao giấy của son nữa, đó là The newest lipstick you've never met and the best yet. Thì em son này á, nó có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là giá rất là ổn, rất là phù hợp với những bạn nào học sinh sinh viên chưa có điều kiện mua những dòng son đắt tiền hơn. Thứ hai là packaging siêu đẹp. Các bạn biết là Lan thích màu này cỡ nào rồi đó. Cũng như là khi mà mình rút ra từ makeup bag á thì mình cũng cảm thấy như là mình kiểu fancy và công chúa hơn vậy đó. Và đây là một thiết kế son dạng bấm, bấm ở trên đầu như thế này nè. Nó sẽ đi xuống ở dưới. Thì cái cách này khi mà các bạn để trong makeup bag thì sẽ không có lo mà bị rớt rồi bị gãy son. Thì đây là một cái điểm cộng cho packaging mà rất là thích. Tuy nhiên thì không phải là không có điểm trừ đâu nha. Thì cái packaging này á, nó là màu rose gold và nó có ánh như thế này. Thì chắc chắn một điều nó sẽ rất là dễ trầy và nó sẽ in dấu vân tay lên. Nên là mình sẽ phải lau nó hoài cho nó sáng đẹp mịn màng, khi mà nó lên hình thì nó sẽ đẹp hơn. Điểm cộng tiếp theo về bao bì đó chính là sự nặng của nó. Nó không có bị quá nhẹ so với các dòng son hàng bình thường, mà nó có một cái độ nặng nhất định và nó sẽ tạo nên cái sự sang chảnh cho dòng son này. Mùi của son này thì không có mùi nhiều lắm. Tuy nhiên thì khi mà các bạn ngửi kỹ á thì các bạn sẽ thấy một mùi hoa hồng, giống như là toner hoa hồng. Nó sẽ vương vấn ở trên môi, nhưng mà khi mà đánh lên môi khoảng 30 giây sau thì nó sẽ không còn mùi ở trên môi nữa. Cho nên đó là một điều mà rất là thích. Nó lại khiến Lan Anh cảm thấy dễ chịu hơn so với cái dòng son mà nó lưu mùi hoặc là lưu vị. Về chất son thì dòng son này là dòng son lì, chứ không phải là dòng son có chất bóng hoặc là chất classic hoặc là chất semi matte, mà nó là dòng son lì, dòng son matte hoàn toàn luôn. Thì để đánh son này đẹp nhất, các bạn phải có một đôi môi mịn và được tẩy tế bào chết kỹ, son lướt trên môi mới êm. Các bạn có thể thấy là son lướt trên môi của Lan nó khá là êm, có nhiều màu sáng thì nó hơi rít một chút, nhưng mà đại khái thì nó vẫn rất là êm ở trên môi và nó blend đều ở môi rất là dễ. Bậm như thế này là nó đã lên được môi trên rồi, và chỉ cần dùng tay tán là các bạn sẽ có được một kiểu đánh lòng môi xinh xắn, kiểu đánh mờ mờ rất là dễ thương. Tiếp theo là về độ bám màu thì Lan thấy độ bám của em này cũng khá là ổn, từ 4 đến 5 tiếng đó mà mình không ăn gì. Khi mà mình uống nước đó thì nó sẽ có dây ra một chút xíu thôi nha, chứ không phải là in nguyên một cái môi mà có màu lên, mà nó chỉ kiểu như là chỗ nào son bị đậm thì nó mới in lên thôi, chứ không thì nó sẽ không có in nhiều lắm. Siêu thích luôn. Và son này sẽ làm cho môi của mình hơi se lại, hơi khô lại sau khoảng 3 tiếng rưỡi. Cho nên là nếu mà được thì mình sẽ đắp thêm một lớp son bóng hoặc là đắp thêm một lớp son dưỡng nữa thì môi của mình sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà cái độ giữ màu như vậy thì Lan thấy là ổn. Và khi mà mình ăn thì nó sẽ trôi đi tầm 60-70% và để lại một cái lớp sen màu nhẹ. Nhưng mà các bạn yên tâm thì các bạn chỉ cần tẩy trang bằng nước tẩy trang là nó cũng ra rồi. Cũng không có phải chào qua chào lại quá nhiều để có thể làm tổn thương da môi của mình, cho nên đó là một điều Lan khá là thích. Tiếp theo là màu son, thì dòng son này chỉ mới có 6 màu thôi. Nó là 6 màu dễ dùng cho làn da Việt Nam của mình. Và đặc biệt Lan thích màu số 1, màu số 5 và màu số 6. Thì Lan sẽ đi vào chi tiết từng màu nha. Ở dưới đáy son là sẽ có tên màu. Thì màu số 1 nhìn ở trên hình này thì có vẻ nó là một màu đỏ tươi, nhưng mà thật ra lên môi thì nó sẽ thiên về màu đỏ hồng nhiều hơn. Thì cái màu đỏ hồng này rất là phù hợp với những cái buổi tiệc đêm, và nó phù hợp hầu hết các làn da, và đặc biệt là làm trắng răng rất là nhiều, bởi vì có cái tông lạnh ở trong đó. Khi mà lên tay của Lan Anh á, thì nó sẽ không có lộ rõ ra màu hồng nhiều lắm đó. Khi mà lên môi Lan Anh thì nó mới show màu hồng ra nhiều hơn. Thì ở trên tay Lan nhìn như màu cam đỏ vậy đó, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì nó vẫn sẽ có hơi hồng hồng.
Tiếp theo là màu số 2. Màu số 2 nhìn sơ qua thì nó giống màu đỏ lạnh, nhưng mà lên môi thì nó ngã hồng nhiều và nó thiên về màu hồng đỏ. Màu này thì là rất basic luôn á, và các bạn có thể mua màu này ở tất cả các dòng son khác. Nếu mà các bạn thích chất son dòng này hoặc là các bạn thích packaging này thì các bạn có thể mua màu này cũng được. Màu này cũng phù hợp với lại nhiều tông da, nhưng mà các bạn nếu mà da quá ngâm á thì nên ném màu này ra một chút xíu. Tiếp theo là màu số 3. Màu số 3 thì nó thiên về màu san hô, và nhìn ở đây thì nó có vẻ hơi cam đúng không? Nhưng mà lên môi của mình thì nó sẽ hơi hồng hơn và nó sẽ thiên về san hô nhiều hơn là màu cam tươi như thế này. Đây là một màu mà Lan thấy dùng mùa hè rất là hợp, và bản thân Lan thì cũng thích dùng màu san hô, dùng những màu tươi sáng ở mùa hè hơn là những cái màu đậm. Thì Lan recommend màu này cho các bạn nào có làn da trắng sáng và có làn da trung bình giống Lan Anh, còn những bạn da ngâm thì mình sẽ lùi về những cái màu sâu hơn nữa. Tiếp theo là màu số 4. Thì màu số 4 này nó nghiêng về màu nude. Đây là màu hồng nude cho nên là nó sẽ làm cho da của mình hơi bị tái, và mình cần phải có một chút mascara, má hồng và đánh nền thì dùng màu này mới không có bị tái. Nhưng mà màu này thật sự rất là đẹp, nếu mà những bạn nào theo phong cách sexy, những bạn nào theo phong cách trang điểm hơi đậm thì dùng màu này sẽ rất là thích hợp cho ban ngày cũng như là ban đêm, nếu mà tùy theo các bạn sở thích của các bạn thôi. Thì Lan thì Lan thấy màu này dùng làm base để trồng các màu khác lên cũng khá là ổn. Tiếp theo là màu số 5. Màu số 5 là màu mà Lan khá là thích. Lan cảm thấy Lan 2 năm trước thích màu này nhiều lắm. Cũng là một màu nude. So với màu số 4 hồi nãy thì màu này thiên về màu cam nâu nude nhiều hơn, và nó sẽ phù hợp với hầu hết các thể loại tông da của người châu Á mình. Nhưng thật ra thì dùng cái màu này vẫn phải có một chút máy hồng thì lên mới xinh, chứ hôm mình nhìn mình sẽ hơi bị già, hơi bị dữ. Màu này thì làm Lan Anh nhớ tới màu Modest, nhưng mà nói chung là Lan Anh thấy giống nhau, nhưng mà cái chất son này thì nó mềm, nó mướt hơn là màu Modest rất là nhiều. Cuối cùng là màu số 6, là màu mà Lan Anh trên môi, thì nó thiên về màu đỏ đất. Nhưng mà nó cũng không có đất quá giống như là những cây son đỏ đất Lan Anh đã swatch, mà nó thiên về đỏ và nó có hơi chút cam ở trong đó, cho nên là mình sẽ thấy nó giống đỏ gạch hơn là đỏ đất. Màu này thật sự đẹp, chắc các bạn biết là tại sao Lan thích đánh màu này đúng không? Đó, thì nếu mà các bạn muốn mua thì Lan recommend màu số 1, màu số 5 và màu số 6. Đó là những gì mà Lan Anh muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Bộ son này thì Lan sẽ chấm 8 trên 10 điểm cho bộ son có giá bình dân, packaging đẹp và chất son tốt. Màu son khá là ok. Và hy vọng các bạn thích video lần này của Lan Anh. Nếu mà các bạn thích video lần này thì đừng quên nhấn nút subscribe, like và share video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.